Rồi đầu tiên thì mọi người phải hiểu là có rất là nhiều những cái nguyên lý thị giác. Nó có tương phản nè, rồi cân bằng nè, rồi hierarchy, chính phủ, rồi unity, variety, lum hết. Tuy nhiên thì tất nhiên nó quá nhiều như vậy, nhưng mà mọi người chỉ cần nhớ một vài thứ thôi. Và trong video lần này Huy sẽ cố gắng giải thích cho mọi người qua về tương phản ha. Vì ở đây cũng là một trong những cái nguyên lý thị giác mà Huy chọn để dạy trong khóa Design Foundation. Rồi, bắt đầu thôi. Rồi mọi người hiểu nôm na tương phản có nghĩa là nếu mọi người có hai cái visual element nào đó, ví dụ như hình ảnh hay là shape, là hình dạng hay là hai cái phông với nhau mà nó khác nhau thì cái đó gọi là tụi nó có một cái tương phản với nhau. Huy ví dụ ha, mọi người nhìn vô hai cái hình tròn này. Đây. Thì cái này hai hình tròn này nó khác nhau về kích cỡ và mình có thể nói nó có contrast, nó có tương phản về kích cỡ. Rồi, trong hai hình tròn này thì nó lại là tương phản về màu sắc. Rồi. Và trong hai hình tròn này thì mình lại có một cái tương phản nữa là tương phản về chất của hình dạng. Một cái là outline, một cái là solid color, cho nên là hai cái này có tương phản về chất của hình dạng. Rồi, vậy thì nó áp dụng như thế nào? Thứ nhất thì mọi người hiểu là bất kỳ cái design nào mà nó có tương phản á thì nhìn nó cũng rất là thú vị. Thì ví dụ như là cái poster này đi, poster phi hành gia. Thì mọi người đang thấy được là cái phi hành gia này đang rất là nhỏ so với lại cái hành tinh mà anh ta đang nhìn. Bởi vậy mà cái contrast giữa size, giữa kích cỡ của phi hành gia này với lại cái kích cỡ của cái hành tinh đó, nó tạo cho mình một cái cảm giác là ồ, đây là một cái hành tinh khá là kiểu xa lạ và anh ấy đang muốn chinh phục nó, nghĩa là đang muốn nhưng mà chưa được. Cái tương phản giữa hai cái đó nó làm cho cái poster này thú vị, nó giống như một hành tinh mà mình chưa biết gì nhiều, rất là to lớn mà chưa có khám phá ra. Rồi, và một cái poster này nữa, giờ mọi người nhìn cái poster này ha, thì cái poster này nó khác một cái là nó cũng có tương phản nhưng mà bây giờ cái người phi hành gia đó to hơn cái hành tinh, thì bây giờ mọi người lại thấy ồ ok, nó có contrast, nó có thú vị nhưng mà cái ngữ nghĩa nó cũng khác luôn, là bây giờ mình nhìn thấy có vẻ như là phi hành gia này đã chinh phục và đang rất là trong tầm tay rồi đó, là cái sự chinh phục cái hành tinh nó đang nằm trong tầm tay của cái người phi hành gia đó. Và đó, đây chính là cái contrast, cái tương phản nó có thể đem tới cho mình cái sự thú vị trong cái poster và cả cái vấn đề về ngữ nghĩa nữa. Và hai cái poster này là contrast về size là chủ yếu. Rồi contrast về màu sắc. Nói về màu sắc thì có rất là nhiều những cái poster, đây là một cái ví dụ ha. Đây là giống như một cái vòng tròn vậy nhưng mà nó có mặt ngoài với mặt trong đó, và hai cái mặt này nó có cái màu khác nhau. Đây nó thể hiện được cái mặt ngoài với mặt trong của cái visual element hay cái hình dạng này. Và chính cái điều đó làm cái poster này trở nên rất là thú vị. Và mọi người cũng có thể thấy được cái contrast, cái tương phản giữa kích cỡ giữa cái vòng tròn này với lại những cái chữ bên dưới. Và nhìn nó có cái contrast đó cho nên nhìn cái poster này nó mới ra cái poster. Cho dù những cái element của cái poster này nó sử dụng cũng khá là đơn giản, nó không có gì cầu kỳ hết. Nó chỉ là cái vòng với lại cái chữ ở dưới thôi, nhưng mà nhìn nó rất là thú vị. Đây cũng là một cái poster rất là nổi tiếng của Joseph Mueller-Brockmann, một designer cái thời Thụy Sĩ, thời Swiss. Thì cái poster này á, nó kiểu mọi người thấy được là cái size của cái vòng tròn nó đi từ rất là lớn cho tới rất là nhỏ không? Xong nó dẫn mắt mình từ từ tới cái chữ bên dưới. Vậy thì đây là cái tương phản về size. Và đây thật ra là có một tí về hierarchy nữa nhưng mà Huy sẽ giải thích cái đó sau thôi. Đây là cái tương phản về size làm cho cái poster này nó hoạt động. Cho dù trong poster này nếu mọi người nhìn kỹ á, nó chỉ dùng có hai cái font, hai font size và cái hình tròn thôi nhưng mà nó vẫn ra một cái poster tại vì nó ứng dụng tương phản. Mình cũng có tương phản về bề mặt nữa, có nghĩa là mọi người nhìn vô cái poster này thử đi. Cái poster này á nó chỉ có đúng hai cái element chính là cái vòng tròn màu đỏ đó với lại cái lưới màu xanh đó đằng sau, nhưng mà hai cái này nó có cái chất khác nhau, cái chất của hình dạng nó khác nhau và cái sự tương phản này làm cho cái này trở thành một cái tác phẩm nghệ thuật hay cái poster nhìn khá là vui mắt. Rồi còn đây là một cái bài vẽ của Vasily Kandinsky, của một painter, một họa sĩ thời trước đó, như một trong những người khai sinh ra, có vai trò đóng vai trò trong cái việc khai sinh ra graphic design. Và mọi người thấy cái tranh này của ổng rồi, có contrast giữa cái những cái shape với nhau, và đây là contrast về phẩm chất của shape hay về chất của hình dạng đó. Thì đây cũng là một dạng contrast và mọi người cũng có thể ứng dụng cái điều này vô những cái poster hay là những cái sản phẩm bao bì hay là logo mà các bạn làm.
Và đó Huy nghĩ là Huy đã nói sơ qua và khá là rõ về tương phản rồi. Vì vậy mà trong những cái tác phẩm tiếp theo của mọi người, mọi người hãy cố gắng ứng dụng cái tương phản này vô ha. Thì Huy nghĩ là bất kỳ một cái poster nào hay là bất kỳ một cái sản phẩm nào, nếu mà được ứng dụng tương phản vô nhìn nó cũng rất là thú vị. Một cái ví dụ nhanh thôi, mọi người nhìn hai cái font combination này đi, hay là hai cái sự kết hợp về chữ á. Mọi người thấy cái sự kết hợp nào nó thú vị hơn? À, chắc chắn là cái bên trái nhìn thú vị hơn, đúng không? Cái bên phải nó không thú vị tại vì nó thiếu contrast nha mọi người. Cái bên trái mình có contrast giữa cái phông nó đậm với lại cái phông nhạt. Vì vậy mà nhìn cái này nó giống một sự kết hợp phông hơn là cái bên phải. Đó là một ví dụ thôi. Nhưng mà nếu mọi người biết cách ứng dụng cái tương phản này, chắc chắn là design của mọi người sẽ tốt hơn. Tất cả mọi loại tương phản ha. Rồi, ok, Huy nghĩ tới đây thì video hết rồi ha. Và Huy muốn làm những cái video ngắn ngắn để mọi người có thể coi dễ hơn. À, tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người tuần sau.